Hello mọi người, hôm nay là ngày tắm lấm thứ ba của bạn Trùng này mọi người ơi. Mấy hôm trước ấy, cái lưng của bạn ý nhá, bị dọc cả sống lưng đều bị lấm này, lấm to lấm nhỏ đều còn. Mình đã tắm cho bé được hai lần bằng sữa tắm lấm rồi, hôm nay là buổi thứ ba. Đây các bạn xem nha, đây cái phần đuôi này này, cái phần đằng sau này này, mấy cái vết lấm nhỏ nhỏ này sau hai lần tắm ấy, thì các vết lấm bắt đầu sẽ mọc lông rồi này, không còn có vẩy nữa này. Đây, mọi người xem này, đang mọc lông hết rồi này, không còn bị lởm chởm nữa. Còn mấy cái vết lấm to ở trên vai ấy, thì nó bắt đầu se lại rồi. Đây, đây như một cái vết lấm này, tiêu biểu này, vết lấm to đùng luôn. Từng bình thường mấy cái vết lấm của mèo ấy, khi cạo lông xong thì nó sẽ bị đỏ tấy lên này. Các bạn thấy không? Đây là mình tắm thì bắt đầu thâm lại rồi này, nó bắt đầu lên vẩy rồi này. Đấy, đây cái mới còn mấy cái vết lấm to thôi. Tí nữa thì mình sẽ tắm cho bé bằng sữa tắm lấm. Đây, không biết nhìn rõ không? Ui, khó nhìn thế nhở? Đây này, bạn Trùng đây này, lấm toàn người nhưng sau hai lần tắm này, cái phần đuôi bắt đầu mọc lông rồi, còn phần trên cổ này, phần vai này thì chưa mọc lông nhưng se lại rồi, không bị đỏ nữa. Đấy là có mỗi hai lần tắm thôi nhá. Còn mình bình thường mấy bé này mình sẽ tắm trong vòng 5 buổi. Đây, cứ tầm cách 2 ngày mình sẽ tắm cho bé một lần. Đây mấy cái vết lấm to này. Chắc đây. Mấy cái vết lấm to bắt đầu nó không bị tấy lên nữa rồi này. Bắt đầu thâm đen lại, bắt đầu lên vẩy rồi này. Đó, mình sẽ lấy bàn chải, mình sẽ chà xà phòng ở đây, mình sẽ đánh bay hết vẩy đi. Tắm xong thì mình sẽ kết hợp mình xịt lấm cho bé. Mình đảm bảo chỉ tầm làm tầm 5 6 lần là các cái lấm này nó khỏi ngay. Nếu nhiều quá thì đây. Phần này bắt đầu khỏi hết rồi này, cái phần này ngày xưa nó không lấm to đâu, nó cứ lấm li ti mỗi chỗ một ít này. Mà bây giờ đã tắm được có hai lần là đã hết rồi này. Mình đang bới ra xem chỗ nào còn thì mình tí nữa mình sẽ lấy bàn chải, mình sẽ chải vào đấy. Bạn Trùng tắm ngoan lắm, lấm một ít ở mép này, ở mũi, quên, ở mũi bị chóc lông rồi. Không sao, tắm là tí là hết đấy. Mùa này thì mèo không thể tránh khỏi lấm đâu. Cái mùa lùm này ở Hà Nội thì úi dồi ôi, con nào cũng bị dính lấm, lấm nhiều hay lấm ít thôi. À, đặc biệt nhá, các bé mèo bị lấm ấy thì cái chế độ ăn ấy, các bạn đừng cho bé ăn thịt gà nha. Ăn thịt gà thì làm cho các bé bị ngứa. Ngứa thì các bé lại đạp ra thì các cái vết lấm đang khô ấy, các bé lấy chân, lấy tay các bé đạp lên ấy, thì nó lại bị chóc ra ấy. Rất khó, rất rất lâu khỏi. Đây này, cái vết to to trên đấy bắt đầu khô lại này, không bị đỏ ửng lên nữa. Thôi bắt đầu đi tắm đây, mình mang bé vào nhà tắm đây. Ê à, các bạn theo mình nhé. Đấy, Trùng roi. Ơi à, đi vào đây. Trùng được cái tắm ngoan từ ngày xưa rồi. Các bạn xem khi video trước mình tắm cho bé Trùng ấy, tắm ngoan lắm. Mình sẽ dùng cái bàn chải này này, cái bàn chải rửa chén này, lông rất là mềm. Đây mình sẽ dùng cái bàn chải này, tí nữa mình sẽ cho xà phòng, mình sẽ chà trên lưng. Cái này nó sẽ chà kỹ hơn khi mình lấy tay mình xoa, mình thì nó sẽ không thể nào bay được hết cái vẩy ở trên mấy cái vết lấm. Đây này, mấy cái vết lấm này vẩy cứng đơ rồi, thì mình phải lấy này mình chà ra. Chà ra xong mình tắm, mình cho xà phòng vào tắm sấy khô bé xong thì mình sẽ xịt, kết hợp với xịt lấm nữa thì bé sẽ nhanh khỏi hơn. Đấy, trùng thì rất ghét vòi hoa sen, mình phải tháo cái đầu vòi hoa sen, mình phải dùng tháo luôn cái đầu vòi hoa sen ra. Mình đây để cái vòi hoa sen mình tháo ra rồi, nước ấm đấy. Trùng tắm ngoan lắm. Mấy bé mèo giờ các bạn có bị lấm không chứ?
bé Trung nhà mình bị lấm khá là nặng, nhưng mà sau 2 ngày tắm lấm và xịt lấm và thay đổi chế độ ăn của bé thì mình đã thấy lấm nó bắt đầu khỏi rồi. Phần đuôi phần này thì lấm nó lên lông rồi, còn phần trên vai thì lấm nó xe lại thôi, cũng chưa lên lông. Trên vai lấm nó lắc, nó còn vết to thôi. Đấy, trùng tắm ngoan không mọi người? Xinh không? Mèo nhà các bạn tắm ngoan như mèo ở tiệm không? Đấy, tắm ngoan không? Đấy, thoải mái, thích kìa. Bắt đầu mình xả nước để cho nó ướt hết lông không? Thì mình ở tiệm mình, hoặc các bạn nào đến tắm lấm ở tiệm thì mình sẽ dùng cái loại sữa tắm David này này, chuyên trị lấm cho mèo này. Đây, cái sữa tắm này các bạn có thể mua trên Shopee nha. Đấy, cái này mình mua trên Shopee mà tắm khá là hiệu quả. Cái này vào mắt các bé không bị làm sao đâu. Thì các mình cũng trà lên phần đầu có một vết lấm này, cũng trà lên phần mũi, mũi bị chóc hết lông lên này. Nước hơi nóng này. Trùng thì bị lấm dọc sống lưng và một ít ở dưới bụng. Mình đang xả nước, ướt hết phần lông. Rồi tắm bát này chắc mất tầm 15 phút thôi. 5 phút trà và 10 phút ngồi ngâm thuốc lấm. Xong bắt đầu mang đi sấy. Sấy phải sấy thật khô nhá, chứ mình tắm lấm xong mình sấy ướt thì thôi vứt đi đấy. Tắm mèo đặc biệt phải sấy thật khô, không là các bé không bị lấm thì thành bị lấm thì khổ ra. Các bạn nên dùng cái máy sấy chuyên giúp cho chó mèo ấy, ở các spa đều có. Chứ lấy máy sấy tóc cũng được nhưng mà nó lâu. Mà máy sấy tóc nó lại còn nó bị nóng nữa, rất rát các bé. Nước ấm thích được. Đấy, tay cầm ở cổ này, đè xuống, đè tì nhẹ nhẹ xuống thì bé sẽ ngồi im cho mình tắm. Chứ mình thả ra là bé sẽ chạy. Tay cầm ở cổ, kiểu như cầm ở cái này nhá. Ok, lên người rồi. Cái vòi hoa sen thì xả nhanh hơn, nhưng mà trùng được cái là sợ cái vòi hoa sen. Mình phải tháo cái đầu ra rồi mình chỉ xả nước trực tiếp này. Ok, xong rồi, lấy xà phòng thôi. Cái nắp xà phòng này nó bị ngu sao ấy. Phải tháo hẳn nó. Phần nào có lấm nhiều mình sẽ cho nhiều xà phòng lên đây, mình lấy lên mình trà này. Đợi một xíu mình chỉnh cam lên nhá. Đây, chỗ này bị lấm to nhất này, mình sẽ tập trung trà ở đấy. Cái đầu bàn chải này lông rất là mềm nên các bạn cứ trà thoải mái, không bị đau bé đâu. Mình cứ trà thôi, trà hết. Nó bị lấm dễ trà. Đây, trà. Trà phần đuôi này, trà phần vai này. Vai có mấy vết lấm to á. Các bạn thấy được cái nước vết lấm nào nó thâm lại thì chứng tỏ là nó đang gần khỏi rồi đấy. Còn nếu nó cứ đỏ ửng lên thì chứng tỏ là nó chưa khỏi đâu. Xoa lên mặt này. Bé trùng tầm 2 ngày hết một ngày mình lại tắm một lần bé. Tắm xong xịt lấm. Xịt lấm thì ngày nào mình cũng phải xịt rồi. Đây. Tắm nhiều thành quen này, chả sợ nước thì có cái chậu nước ở đây, không biết có bơi không. Đấy, xoa đều. Ở dưới bụng có một vết này, chỗ này này.
cái mặt đi. Đây, chùm đây. Lấm mũi này. Đánh mũi lên mũi. Lấm mũi là hai cái chắp lông rất là xấu, mất thẩm mỹ. Mà lông mũi mọc cũng lâu ấy chứ. Này, phần đuôi này. Chà, thoải mái đi, cái này nó phền lắm. Không ngờ bị sợ xước, xước da đấy. Lông này kiểu như cái bàn chải này rửa chén ấy ra ấy, cái bút. Này, bốn bàn chân này, lau sạch. Mất công tắm rồi, tắm nó kỹ. Này, chân này, phần vai đi lấm nhiều này, tập trung kỳ vào đấy. Đấy, cái này còn nó tắm bó trên tay mình, tay mình nhá. Nó không kỹ bằng cái bàn chải đâu, đây mình đang xoa bằng tay này. Bé 45 ngày tuổi có tắm nước chưa? Mấy bé 45 ngày tuổi mình khuyên là không nên tắm cho các bé nhá. Tắm cho các bé lúc ý chưa đủ 2 tháng tuổi, các bé rất là dễ bị ốm. Và mấy bé ốm thì tỷ lệ sống nó thấp lắm. Tốt nhất là bạn cứ để cho bé tầm tầm hơn 2 tháng thì các bạn có thể tắm nước rồi. Bạn có thể mua cái xịt tắm khô ấy, xịt lên lông bé, xoa đều lên thì các bé sẽ hết cái mùi hôi đi. Chứ các bé 45 ngày tuổi vẫn còn quá rất nhỏ ấy, không thể không lên tắm thôi. Các bạn không biết tắm thì các bé rất là dễ bị cảm. Chùm này được 3 tháng rồi, tắm tiện ga thôi. To đúng cách mạng này này. Cứ tầm 2 tháng, trên 2 tháng là tắm thoải mái. Chứ dưới 2 tháng là tắm hơi mình thấy hơi ghê đấy. Mấy các bé kệ cho các bé hôi cũng được, nhưng còn hơn là không bị ốm. Chứ các bé ốm thì ha, các bé nhỏ bị ốm thì tỷ lệ sống sót rất là thấp. Mình đã từng trải rồi, mình biết đấy. Mình khuyên các bạn là đừng nên tắm với bé nhỏ nha. Chúng thì lớn rồi thì cứ phát ra mà tắm thôi. Này, phần này bị lấm này, kỹ thật mạnh để cho nó bánh bay hết cái vẩy đi, không tí xịt lấm nữa là xong. Tắm tầm 2 hôm nữa là coi như là gần khỏi luôn. Cái mùa này thì lấm thì phải chịu thôi. Tầm đến tầm tháng 5, tháng 6 thì trời nóng lên thì hết ẩm thì mèo nó đỡ lấm hơn. Bình thường nào. Thích ấy, nó đang thích ấy. Nó thở từ 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 từ. Này chảy lên đầu thoải mái. Cho thêm ít sữa thắm vào đây nhé. Các bạn tắm thì không nên xả thẳng nước trực tiếp vào đầu các bé. Bé sẽ bị hoảng, rất là khó tắm. Và mình cũng chẳng, mình không xả nước trực tiếp vào đầu các bé. Mình chỉ xả từ cổ hất xuống thôi. Còn phần này thì mình lấy tay ướt mình xoa lên phần cổ này, cổ bị lấm lên này. Nào, nếu các bé bị lấm các bạn không chữa nhanh ấy thì rất có thể lan ra toàn người, chữa nó càng mất thời gian. Các bạn thường xuyên là kiểu ngày nào cũng vuốt bé các bé tầm 15 phút thôi, mình mò tay này này, chỗ nào cần cần ấy thì mình thử vạch cái lông ra, nếu có vẩy này hoặc là mình lấy tay rút ra ấy, nó đi cả mảng lông một ấy, chứng tỏ là bé bị lấm. Thì mình vệ sinh các bé bằng nước muối này, nếu nhẹ thì vệ sinh bằng nước muối xong ra cái thuốc, mua cái lọ cồn đỏ
loại betadine ấy, xong mình chấm vào mình xoa. Tầm một ngày làm tầm 2 lần ấy thì nó không bị lan ra toàn người. Đây bé này bị nặng rồi thì mình mới phải cặp lông đi xong mình tắm. Còn mấy bé nhẹ 1-2 lốt thì mình có thể dùng nước muối và betadine bôi vào. Trời ơi, kỳ mày đói cả lưng như này. Đấy, tắm nước bé tầm 10 phút, 15 phút để cho thuốc nó ngấm vào cái vết lấm. Cho nó cái vết lấm nó mềm ra thì xịt cốt thuốc nữa là khỏi. À, nó sẽ ngấm thuốc. Đấy, massage này. Xem tay bởi nó ngoài vệ sinh luôn. Đấy, phần mũi bị lấm này, lấy mít xà phòng bôi vào. Ngày tắm thứ ba của em rồi đấy. Ngày tắm đầu tiên thì cũng livestream là lúc ấy người một loạt lấm ở trên lưng để trông kinh lắm. Hôm nay thì nó đỡ rồi, mọc lông hết rồi, vẩy nó cũng bớt rồi. Này, phần cái bụng này xoa. Bé nhà em bị nghẹt mũi, dùng bio bơm cho vẫn chưa khỏi. Thì chưa khỏi rồi. Thì bạn thử đổi thuốc, một cái loại thuốc nào, cái thuốc gì nhỉ? Bình thường ở tiệm nghèo mình hay dùng cái gì nhỉ? Cái gì nhỉ? Cái gì bio để xa ấy. Mình nhỏ cho các bé bị mũi thì mình thấy nhỏ tầm 3 ngày là bắt đầu là không bị chảy nước mũi và không bị hắt xì nữa rồi. Còn bio thì mình chỉ dùng nhỏ mắt thôi. Cái bio mình chỉ toàn nhỏ mắt cho các bé thôi, còn mình chưa dùng bio nhỏ mũi bao giờ. Bạn thử dùng cái gì nhỉ? Mây để xạ. Ờ đúng rồi, thử nhỏ cho bé xem nào. Chứ mình chưa nhỏ bio ở mũi bao giờ. Đấy, lấm hết vẩy bên này. Mèo nhà tớ bị lấm rồi, tắm bằng gì vậy? Đây, đây này, mình tắm cho bé trùng bằng cái sữa tắm bên này, David. David Micro, cái gì? Đây này, hôm nay là ngày tắm thứ ba của bé này thì mấy cái vết lấm nó bắt đầu xe lại rồi. Còn mấy cái lấm nhỏ thì nó đang mọc lông, còn lấm to nó sẽ xe lại rồi. Đây là ngày tắm thứ ba. Cái này thì họ, cái người bán bảo mình là cứ cách một ngày tắm một lần, thì mình thì cách 2 ngày tắm một lần. Tại vì trời nó vẫn chưa ấm lắm ấy. Tắm cách một ngày tắm một lần thì hơi sát nhau ấy, thì mình sẽ cách 2 ngày tắm một lần. Đây là ngày thứ ba rồi này. Buổi thứ ba tắm thì mình đã thấy em bé khỏi rồi, đỡ rồi. Nhưng mà cái này phải mất thời gian ủ tầm 10 phút này, xoa thuốc lên người xong cứ lấy tay chà này thôi. Chà tầm 10 phút để cho thuốc nó ngấm xong mình mới bắt đầu xả nước nha. Chứ đừng xả nước ngay thì nó lại tắm không có tác dụng đâu. Đấy, mình cứ tắm xong mình cứ xoa này thôi để cho nó ngấm thuốc. Chứ tắm xong xả nước luôn thì không có tác dụng, tốn phí xà phòng và... Cái sữa tắm này nó chẳng có mùi gì, không thơm. Trùng. Cái này
này mình không biết là mình như lọ này là 400 nghìn hay sao ấy. Mình mua trên Shopee, chả nhớ nữa. Lọ này dùng lâu phết, tắm cho bốn đứa thì dùng cả năm không hết. Ừ, im là im. Để cho thuốc nó ngấm đi. Rửa bốn cái chân cho bé luôn này. Chân đi mới xít thì thủng mắt này, toàn cáp này. Mỏi quá, tắm nước này đã hết rồi lưng. Không biết, đợi một lúc nữa là xả nước không mang đi sấy nhá. Tí nữa mình sấy bé này thì mình sẽ cho vào lồng sấy cho nhanh, chứ mình không ngồi vừa giữ bé vừa sấy đâu, sấy thế nó lâu lắm. Sấy có lồng thì một mình sấy được, sấy ngồi ôm thì cần phải có hai người ngồi ôm bé, một người cầm máy sấy thì sẽ bị mất thêm một người, thì mình để vào lồng thì sấy thì chỉ cần một mình cũng đã sấy được bé rồi. Mà bé này cũng cạo lông đi rồi, sấy nó cũng nhanh. Cạo phần lông ở trên lưng, còn dưới bụng thì vẫn giữ nguyên. Tại vì dưới bụng không bị lấm. Phần nào bị lấm thì mình mới cạo. Này phần bị lấm nhiều là dọc xuống lưng rồi. Mình cứ lấy những cái chữ trà nó lanh quanh vào ngoài thôi. Sấy lên mình cũng chả muốn livestream đâu, nó ồn lắm. Mày mày sấy nó kêu to lắm. Thôi hôm nay mình live luôn cho các bạn xem bằng cách mình sấy bé này như nào. Mình sẽ dùng một cái máy sấy to ấy, máy sấy chuyên dành cho chó mèo ấy. Nó giống như cái máy sấy công nghiệp ấy, kêu ầm. Không phải là máy sấy tóc đâu. Sấy cái nó nhanh, không bị nóng. Sấy bằng máy sấy tóc thì nó bị lóng ấy, rát các bé ấy. Mà nó yếu nó lâu. Này phần này bị lấm nhiều, cạo kỹ ấy. Ôi dồi ôi, con ấu này, à đây con ấu trùng này phải khỏi lấm đi chưa, khỏi lấm mới có người, lấm mới có người đón em về nhà mới. Lấm này thì chả ai đón em đâu. Đấy, 10 phút rồi, bắt đầu xả nước. À, nước này nước nóng quá, sao đi đâu? Cái phải nước này nó bị ngu. Lúc đầu xả ra thì lạnh, lúc sau thì nóng. Phần trên đầu thì tí nữa mình sẽ lấy tay nước và lấy rẻ mình lau như thế, chứ không thể xả cả một tiếp nước lên đầu. Đấy, các vết mấy cái vẩy bay hết lên này, sạch luôn, sạch bong luôn. Nào nắm đây đâu nào này. Chết rồi, bắn nước vào cam rồi. Đấy, bắn nước vào camera rồi đấy, mở hết cửa cam rồi. Hy sinh vì mỹ thuật, nhà trùng đảo. Thì nó bị đây, thì nó cho các bạn xem cái vết lấm mình đã kỹ hết, vẩy nó sẽ như nào nha. Đợi tí, mình mau khô bé đã.
Này phần đầu thì mình không xả nước mà mình chỉ để tay ướt vuốt nào. Xong rồi, xả sạch nước rồi, xả hết xà phòng rồi, rửa cái bàn chải thôi, không làm tắm tiếp. Khi lúc lần cuối, chán người. Ok, thế là xong. Đây, mấy cái vết lấm đây này. Đây, bên đấm đâu có vẻ này. Chắc chả nhìn thấy đâu. Mình đang quay một căn trước. Căn sau thì mình lại không đọc được. Có mình. Ừ, thế rồi. Xong. Đây trùng đây này. Tắm xong bắt đầu lau người. Chuẩn bị ba cái khăn mới cứng để lau bé rồi. Lau khô thì xé nó sẽ nhanh hơn. Mình lau không kỹ thì xé nó lâu hơn thôi. Mình thì toàn lau khô, gần khô rồi mình bắt đầu mang đi sấy. Thì cái thời gian sấy nó nhanh hơn nhiều. Các bạn thấy bạn trùng của nhà mình ngoan không? Ui, tắm cho nó xong, nóng hết người. Mặc dù hôm nay trời có mười mấy độ. Mà chú trùng đây nóng thật sự. Một tay lau. Đây, trùng đây này. Vẫn quấn người. Để tính đến đâu cái camera nó đang bị dính nước. Đấy, nét lên chưa? Để đâu được nhỉ, để quay được. Chứ lau một tay là hơi lâu. Nó phần bụng này ba hai khăn cơ mà tao còn lâu. Trùng thì sấy nó cũng hơi sợ đấy, trùng cũng sợ bị sấy trong này thôi nhưng mà nhát lắm. Tí trong cái lồng sấy á thì nó nhảy lốc tung phèo trong cái lồng sấy luôn. Lau phần bụng này, phần bụng là cái phần khó sấy nhất tại vì nó ngồi xuống ấy. Phần bụng cả phần hai chân sau này, lau nó kỹ thì sấy nó nhanh. Này cái chân này này, sấy nó khó lắm. Tại vì bé ngồi thì nó bé sẽ ngồi như này, thì mình cái phần này em mình sấy nó sẽ không vào được. Đấy. Nó che lên người mình rồi. Đấy, lau gần khô rồi sấy nhanh. Nấu kỹ cái phần mặt. Nấu luôn phần tai này, phần trong tai hơi bẩn này. Đấy, bẩn không? Tí lần nào thật giặt khăn mà. Khăn này bẩn rồi, bỏ đi. Ngoài đấy nhỉ? Đứa nào cũng tắm ngoan như trùng thì vui không? Nhà phần đầu cũng lên các bạn sấy cho bé thì phần đầu các bạn cũng lên lau khô à. Sấy lên đầu các bé cũng chả thích, cũng không thích đâu, cũng sợ. Phần đầu lau kỹ này, phần hai chân sau dưới bệ lau thật kỹ, lau càng khô càng tốt.
thì xoáy thì nó sẽ bớt đi. Úi rồi. Quấn khăn để mang ra một cái sấy nhá. Ấy à, ấy ấy ấy, rồi mang ra một cái sấy đây, nó khô rồi. Ấy đây này, nó đang đứng trên vai mình đây này, khổ không? Đây phòng sấy đây. Úi giời, đấy nó gần khô rồi đấy. Đây thì mình sẽ dùng cái máy sấy này, máy sấy siêu to khổng lồ này. Sấy nó ồn lắm mọi người ạ. Đây này, ồn lắm, nó như cái máy hút bụi ấy. Đây là cái lồng sấy đây. Sấy cho bé vào đây và sấy. Đấy, cái này thì một người làm cũng được, không cần hai người. Ôi trời ơi, cả mày nóng thế, mặc dù trời rất là lạnh. Hôm nay ai ở Hà Nội cũng biết trời khá là lạnh, nó còn mưa lâm thâm nữa. Đi vào, đi vào. Bé này sấy thì hơi dễ tí, tắm ngoan rồi, nhưng sấy thì không ngoan một xíu nào đâu. Đây nha, bể trụ của các bạn đây này, cho gió vừa vừa thôi, không mạnh quá. Phần này rất là khó sấy đấy mọi người này, nên bảo sao phải mau khô. Hơi ồn nhá các mọi người nhá, mình không cảm thấy nó sấy mà. Thank you.
để đến đây mình mới sấy được. Đấy, cái phần dưới chân này rất là khó sấy, cứ đứng đây này thì phải ở dưới đây mình sấy. Sấy này sấy rất là tiện, bởi kể cả bề dãy như nào mình vẫn có thể sấy được. Sấy được 360 độ mà khô rồi này. Thế nào, bỏ ra xem kiểm tra xem khô không chưa. Chưa khô lại vào sấy tiếp. Đấy. Các bạn thấy không? Hai người đang chơi với nhau bên này. Đấy, sau khi tắm xong nào, tắm xong rồi ra kiểm tra mấy cái vết lấm nhé mọi người.
Xem mình với con đánh bay hết vậy không nhá. Đây, thấy không? Sạch bong luôn. Này, này mấy cái vết lấm này, tắm xong ấy, nó chẳng phau đây này. Đây cái vết lấm to nhất đây này, các bạn thấy không? Chắc chả thấy. Đấy, mấy cái vết lấm này này, hết vậy rồi. Tí nữa mình không cần phải vệ sinh nữa, mình xịt thẳng thuốc lấm vào thôi. Đây, phần trên đầu này, chọc lốc đây này. Đấy. Đấy, có cái lồng sấy sấy tiện hơn hẳn, nhàn hơn hẳn. Đây, cái trùng đây, tai cũng lau sạch bong rồi. Đây, mình lại quên không mang cái thuốc xịt lấm lên đây rồi. Đấy, tắm xong rồi bể trùng này, sạch sẽ hết lấm. Tắm tầm 2 hôm nữa là coi như là khỏi luôn. Tắm xong vẫn chả sợ, vẫn chơi. Các bạn có bị sợ lấm mèo không? Mình sợ lấm mèo lắm. Mình chưa lấm lông. Chạy đâu hai con dở kia. Trung ơi, Trung ơi. Ok nha. Đấy, tắm xong rồi, bây giờ mình xịt lấm cho bé đây. Lấm này tắm bao nhiêu lần thì khỏi hả xốp? Mình tùy vào cái mức độ lấm của các bé thì mình tắm. Bé này là coi như là lấm toàn thân. Hôm nay là buổi thứ 3 mình tắm cho bé rồi thì mình thấy nó cũng khỏi được tầm 70% rồi, còn 30% là mấy vết lấm to thôi. Tắm là một phần, còn các bạn phải tắm xong các bạn phải xịt lấm cho bé thì bé nó mới khỏi được, chứ mình tắm xong mình lại để đấy thì lấm nó lâu khỏi hơn. Mình bé này chắc tầm tắm thêm 2 lần nữa là tổng cộng là tắm 5 lần và xịt lấm ngày nào cũng xịt lấm là khỏi. Bé này được mấy cân nhỉ? 1,6 cân to. Bây giờ mình xuống lấy thuốc xịt lấm, mình xịt lấm cho bé nhá. Các bạn chờ mình một tí nhá, mình chạy xuống tầng mình lấy thuốc xịt lấm. Mình dùng hai loại, mình dùng cái loại thuốc xịt lấm nào cũng mình quên mất tên rồi. Đây, mình đang dùng hai loại thuốc xịt này. Đây, mọi người ơi, mỗi loại có một công dụng khác nhau, đều là chữa lấm, nhưng mà cái này nó độc rồi. Mình xịt xong mình phải đeo loa trùng liếm cho các bé. Cái này rất là độc, liếm vào là mèo bị tiêu chảy ngay đấy. Còn cái này là làm từ thảo dược này này, xịt tái tạo da này này. Cái này mình mua trên Shopee là 250 này. Cái này mình xịt xong mình không phải đeo gì cho bé nữa, các bé liếm thoải mái, không sợ bị tiêu chảy thì mình đang dùng cái này. Ngày xưa thì mình dùng cái này, nhưng mà xịt xong đeo loa cho các bé kiểu như bị dở hơi ấy, bị trầm cảm sao ấy, đeo xong nằm im một chỗ chả chơi bời gì cả. Mình chuyển sang cái lọ này. Rồi mình xịt đây. Mà cái này mùi ghê lắm, nhưng mà nó đắt. Cái này của Nga này, toàn tiếng Nga luôn. Còn cái này là của Made in Việt Nam. Nào, ra đây xịt lấm nào. Đấy, mình xịt gần hết một chai rồi này.
Xịt đây mấy cái vết lấm này mình sẽ xịt. Ấy, nghe tiếng vòi xịt là chúng nó cũng sợ. Xịt xong thì tay xoa đều vào cái vết lấm cho nó thấm. Gần hết rồi xịt cũng khó. Lọ này mình xịt cho mỗi trùng ấy, mà gần hết một lọ này, có mỗi một xíu ấy. Úi dạ. Đấy, xịt cái, mấy cái vết lấm to thôi, mấy cái vết lấm con thì không phải xịt. Mấy hôm nữa lại tắm là hết. Mấy nước lấm to phải xịt để cho nó se lại, cho nó tái tạo, cho nó tái tạo da. Công dụng của cái này này, tái tạo da này, đặc trị ghẻ máu này, trị lấm này, phòng ve dẫn ký sinh này. Hướng dẫn sử dụng: xịt trực tiếp lên vùng da bị viêm lấm ghẻ và dùng bông xoa nhẹ cho tinh chất thấm đều. Đấy, mình không có bông, mình lấy tay. Đấy, xịt. Đây, cái phần dưới này bị lấm to này. Xong rồi. Đấy, xong một buổi tắm lấm các bạn. Trùng. Bé nào bị lấm ấy thì các bạn Hà Nội có thể mang đến tiệm mình tắm cho bé cũng được. Đấy, đấy là quá trình tắm đấy. Tắm xong xịt lấm. Mà tắm một lần không hết được đâu, phải tắm 4-5 lần mới hết được lấm. Tắm một lần không thể khỏi được. Đấy, bé bắt đầu liếm ấy, cái liếm này thoải mái. Không sợ bị tiêu chảy. Tắm mày xong rồi thế. Ok nha, đấy xong rồi. Đấy nó liếm đấy mọi người ạ. Chứ dùng cái của ngại ấy, nó liếm vào thôi đi luôn mèo ấy, tiêu chảy luôn đấy. Cái này mùi còn ghê nữa. Nhưng cái này nó hiệu quả hơn này, xịt nhanh khỏi hơn nhưng mà nó độc. Quên mất. Còn cái phần mũi của mày, phần mũi mình phải xịt ra tay, xoa lên mũi vậy, sợ xịt vào mắt lắm. Xong rồi, đây, phần mũi mình vừa xịt cho bé xong rồi này. Mũi mình phải xịt vào tay không, mình xoa lên chứ xịt vào chẳng may vào mắt thì cay mắt. Đây, phần này cũng bị lấm ở dưới này, mình xịt rồi này. Xịt xong thì tay xoa đều cho thuốc nó ngấm vào thôi. Còn cái phần lấm, còn cái phần vẩy thì mình vừa tắm nó bay hết vẩy rồi. Ngày mai thì xịt thì mình phải vệ sinh qua mấy cái lấm này bằng nước muối để cho nó mềm ra mình mới xịt. Còn hôm nay là mình vừa tắm xong thì không phải vệ sinh lần nữa, xịt thẳng vào luôn, nó mềm ra rồi. Ok, xong. Xong rồi. Còn bạn này nữa xem nào, bạn này lấm tai này. Lấm tai sáng nay lau rồi, hôm nay chỉ cần xịt thôi. Đây, bạn này bị lấm một ít ở tai này. Đây. Lấm mỗi một ít ở tai thôi. Xịt luôn, đang tiện. Không đi đâu mà vội. Đây là bạn ấu này. Ấu thì lấm kiểu như gọi là lấm cái gì đây? Không phải là lấm đồng xu. Máu còn bị ở đâu lắm nào.
Rồi bạn Trung đâu rồi? Bạn Trung bắt đầu ghét mình rồi ấy. Thấy mình mang mày quay đi đâu bắt đầu chạy. Tắm xong ngu hết cả người luôn. Đấy, tắm xong rồi. Này, vết lấm to nhất ở dưới đây này. Mình đã xịt rồi. Ở dưới đây cũng có này. Ăn không? Lấy thức ăn cho. Đấy, phải dỗ nó đấy mọi người ạ. Tắm xong là phải dụ dỗ nó không tí nha. Nó ghét mình, nó bỏ ăn nha. Chết mình. Đấy, cho cái vào ăn luôn này. Ăn đi. Thấy nó dễ tính không? Chỉ cần dụ nó bằng thức ăn là tí nó lại chơi với mình ngay. Ăn đi. Ăn khỏe mà bị lấm thì ăn làm gì? Đấy, xem nào. Chị lấm này các bạn phải kiên trì nha. Chứ một ngày hai ngày không thể khỏi được đâu. Với cái lấm này là cái bệnh khó. Bệnh xã hội của mèo. Cái bệnh ai nuôi mèo cũng từng trải qua rồi. Không thể tránh khỏi. Kể cả giữ đến mấy nó vẫn bị lấm. Lấm nhiều hay lấm ít thôi. Chứ bọn này mình giữ kỹ lắm, nhà lúc nào cũng khô mà vẫn bị. Mấy bé lấm này các bạn đặc biệt là đừng cho ăn thịt gà nhá. Tuyệt đối là không ăn thịt gà đâu. Ăn thịt gà là sẽ bị kích ứng da, bị ngứa. Ngứa xong chúng nó lại đạp, chúng nó gãi thì nó xước người. Tốt nhất là không nên cho ăn thịt gà khi các bé nào bị lấm. Lấm càng nặng thì không nên ăn thịt gà. Ăn thịt gà nó còn gây sưng cả người lên, xong nó đạp, nó gãi, nó ngứa hết người. Cho ăn thịt bò, ăn thịt lợn thôi. Thịt bò thì ăn sống, thịt lợn thì các bạn phải luộc chín nhá. Chứ ăn thịt lợn à, ăn sống thì dễ bị sán lắm. Chứ mấy con mèo này bị nhiễm sán là phải đi truyền nước ấy. Đấy, ăn ngon không? Ok nhá, bye bye mọi người nhá. Ui, tắm con này xong mệt quá. Bye bye.